Rồi. Quý vị nhớ cái bài kệ đầu tiên của Kinh Pháp Cú. Đức Phật nói như thế này: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau, như xe chân vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, an lạc liền theo sau, như bóng không rời hình. Như vậy đó, sư hỏi quý vị là khi mà chúng ta nói cái lời vô ích ấy, là chúng ta nói bằng tâm gì? Để cho quý vị dễ đoán thì sư hỏi quý vị ha, chúng ta có nói lời vô ích bằng tâm từ không? Hình như không rồi đó. Chúng ta có nói lời vô ích bằng tâm bi không? Hình như cũng không. Có nói bằng tâm hỷ, bằng tâm xả không? Hình như cũng không. Chúng ta có nói bằng các cái tâm thiện không? Tâm thiện cụ thể như sẽ nói là từ bi hỷ xả. Có nói bằng cái kham nhẫn không? Hình như cũng không. Có nói bằng cái tâm bất hại không? Hình như cũng không. Có nói bằng cái tâm ly tham không? Hình như cũng không. Có nói bằng tâm ly sân không? Hình như cũng không. Có nói bằng tâm ly si không? Hình như cũng không. Như vậy rốt cuộc chúng ta không nói những cái lời vô ích bằng tâm thiện thì chúng ta nói bằng cái tâm gì? Tâm bất thiện. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mà khi chúng ta đã nói bằng tâm bất thiện thì như Đức Phật nói, cái khổ liền chắc chắn phải theo sau rồi. Bởi vì chúng ta nói bằng tâm bất thiện. Đấy. Cho nên bản thân nó đã là một cái tội ác rồi. Đấy. Sư còn chưa nói là quý vị nói bằng cái tâm bất thiện đó là cụ thể bằng tâm gì ạ? Khi chúng ta nói những cái lời phù phiếm, những lời vô ích, chúng ta nói bằng tâm gì? Bằng tâm tham. Nói về sự hưởng thụ các dục, bằng tâm tham. Bằng tâm sân, tức là ganh tị, bỏn xẻn, tị hiềm. Đấy, thậm chí nói xấu người khác bằng tâm sân. Bằng tâm si, tức là nói trên cái sự ngã chấp, sự bám chấp, sự chấp thủ. Thí dụ như ngay cả cái chuyện là kể con tôi, mẹ tôi, cha tôi, thì nó bản thân nó cũng đã là ngã chấp. Như vậy đó, khi mà chúng ta nói bằng những tâm bất thiện thì chắc chắn là cái khổ nó phải theo sau rồi. Đó là về mình. Vì đối với người đó, khi mà chúng ta nói cái lời bất thiện, nói phù phiếm như vậy, tôi hỏi quý vị có ai rảnh không ngồi tự nói một mình? Hình như không rồi đó. Nó phải có người nghe, có người nói phải có người nghe, chứ còn mình nói một mình người ta nói mình khùng. Đấy. Mà khi mình nói có người nghe có nghĩa là tự mình làm các việc bất thiện mà khiến cho người khác cũng làm các việc bất thiện. Trong những điều đó Đức Thế Tôn nói cái người tự mình làm điều bất thiện, họ là người ác. Và cái người mà khiến cho người khác làm cái điều bất thiện nữa thì họ còn là cái người ác hơn cả người ác. Thì như vậy đó, quý vị thấy kinh khủng chưa? Rồi một điều nữa, chúng ta khi chúng ta nói những cái lời phù phiếm, tức là chúng ta nói những cái chuyện nó không dính dáng gì đến cái việc tu tập, nghĩa là chúng ta đang phí thời gian của nhau. Cái thời gian lẽ ra chúng ta có thể dùng đó để chúng ta tu tập thì không, chúng ta ngồi chúng ta nói nhảm. Đấy. Rồi một cái nữa mà quý vị không để ý đó là gì? Cái chuyện mà chúng ta nói phù phiếm á, gọi là nói vô ích á, nói nhảm nhí á, chúng ta làm nó thành một cái thói quen. Để rồi chúng ta không thể nào ở một mình được. Lúc nào chúng ta cũng có nhu cầu nói chuyện, lúc nào cũng có nhu cầu giao tiếp. Và cái nhu cầu nói chuyện, nhu cầu giao tiếp đó chúng ta lại hướng đến cái mục đích là nói những cái điều vô ích. Một khi nó đã trở thành thói quen rồi đó thì chúng ta gọi đó là thường cận y duyên. Và khi nó trở thành thói quen á, thì nó sẽ trở thành cái nghiệp nó dẫn mình đi. Đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến cái lúc mà chúng ta cận tử, có nghĩa là lúc gần chết. Cái lúc gần chết xin thưa là lúc đó chúng ta đi một mình, nhưng mà do chúng ta có thói quen chúng ta hướng ngoại rồi đó, thì lúc đó ở một mình chịu không nổi. Lúc đó nghĩ tới gì? Nghĩ tới vợ, nghĩ tới chồng, nghĩ tới con cái, nghĩ tới bạn bè, nghĩ tới đủ thứ hết, trừ chuyện tu. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta đã tập một cái thói quen á, là nói những cái chuyện mà nó ngoài tu hành. Đấy, cho nên bản thân nó là một cái, nó rất là nguy hiểm. Hơn nữa đó, chúng ta nói nhảm một hồi đó, thế nào cũng có cái chuyện chúng ta lôi người này ra nói, lôi người kia ra nói. Mà dễ gì mấy khi mà quý vị lôi cái chuyện người tốt ra quý vị nói để mà quý vị khen cái chuyện tốt người ta, khó lắm. Khó lắm, thành thật với mình đi. Chúng ta lôi chuyện người ta ra, bắt đầu mình khen thì ít mà chê thì nhiều. Mà như sư nói ngày hôm qua rồi, khi mà chúng ta nói xấu ai đó, chúng ta chê bai ai đó, cẩn thận ha, cẩn thận. Chưa biết cái đức ai giỏi hơn ai, chưa biết trong vòng sanh tử luân hồi ai ngon hơn ai, chưa biết cái đối tượng mà mình nói họ có tu tập từ tâm hay không. Cho nên bản thân cái chuyện đó là vô ích, nó rất là nguy hại ha.